Mình đến chào các bạn đã đến với kênh Sang Huỳnh Vlog của mình nha. Mình đi từ trưa giờ thì mình cũng đã đến được cái điểm câu rồi các bạn ơi. Hôm nay thì mình cũng dòng lại cái điểm cũ bên cánh dừa mây Tân Tây nha các bạn. Để mình quay sơ địa hình cho các bạn xem nha. Địa hình hôm nay mình câu đấy các bạn. Cái rỗng mương trong vườn mai nè, đây có tới mấy cái rỗng mương lận nha các bạn, thì mình sẽ câu trong những cái rỗng mai này để mình câu cua cá mình quay cho các bạn xem á. Các bạn xem clip thấy hay và vui thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha. Mình rất cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc cùng gia đình, cũng mương bao đẹp luôn các bạn ơi. Cá rô biển các bạn ơi, ăn lẹ quá, cá rô biển mầm rút luôn rồi, để mình gỡ luôn. Đâu cá thác lát các bạn ơi, thác lát các bạn ơi, ăn lẹ quá rồi, để mình gỡ luôn. Cá thác lát các bạn ơi, bỏ xuống là ăn liền các bạn ơi. Cá đẹp các bạn, lên cây cá lóc nữa các bạn ơi. Cá nút lần nào cũng vậy trơn, dính mấy cá lóc rồi mình không khi nào bấm máy kịp hết đó Toàn ơi. Xui thôi. Cứ vậy thôi, vừa tắt cái lần cá ngang à, cá ăn kỵ camera hay sao á. Rồi, để mình gỡ luôn các bạn ơi. Giăng đục, giăng đục, giăng đục. Ăn các bạn ơi. Ừ, cá rô biển. Cá rô biển các bạn ơi. Rồi, để mình gỡ luôn. Cá rô biển ăn ngậm dưới luôn các bạn ơi. Rồi để mình gỡ luôn. Trời ơi, cá lóc các bạn ơi. Rồi. Vừa bỏ xuống chưa kịp lấy máy ra là ngăn là cực các bạn. Rồi con này chắc cũng nửa ký các bạn. Rồi, cầm tay luôn các bạn ơi. Rồi
quá phê à. Rồi quá đã các bạn, đủ vốn à. Rồi để mình gỡ luôn, cá đẹp mập nữa nha các bạn. Đem cái liều theo. Ăn rồi bạn ơi. Trời ơi. Thứ gì toàn. Ừ ơi. Ăn. Thiệt lúc nha, Ừ. Đó đó, mềm lòng vô ngay đó. Nhữ phải không? Không phải, giống như là nó đang có độ đi xuống, chứ đừng cho nó cần nữa nè. Anh đi nhìn đi, cái lỗ trống ở đây nè. Để móc dế cho nó lẹ. Cắn kiến chứ, nó đang ăn cắn kiến mà. Thì ghê nhanh chút. Lật qua tay, tay phải chú miếng. Đó. Ừ. Ghê ghê. Đi con còn lôn chú đó. Ăn rồi bạn ơi. Rồi. Cá lóc lắm rồi các bạn ơi. Ôi. Cá thắt lát các bạn ơi. Cá thắt lát các bạn ơi. Cá thắt lát các bạn ơi. Bỏ xuống là nó ăn liền à. Rồi, để mình gỡ luôn. Ăn bạn ơi. Cá rô các bạn ơi. Ơi, cá rô mập nút à. Cá đẹp các bạn ơi. Rồi, để mình gỡ luôn. Lên rồi, lên Hào ơi, lên liền các bạn ơi. Rồi đã quá các bạn ơi, bỏ xuống là lụm liền à. Cá mầm nút với các bạn ơi, trời vàng các bạn ơi. Trời ơi coi kìa, phê phê rồi nha. Rồi để mình gỡ luôn các bạn ơi. Lên cái cá lóc rồi các bạn ơi, quá sướng. Rồi rồi, cá lóc quá đẹp luôn các bạn. Rồi dính có miếng các bạn ơi. Ôi, quá phê các bạn ơi. Rồi bữa nay như vậy đủ bo nha các bạn. Ôi con này phải hơn nửa ký với các bạn ơi, quá đà.
Ôi. Rồi. Đủ vốn rồi. Bữa nay vậy đủ vốn các bạn ơi. Phê phê à. Cái trang nữa các bạn ơi. Mương này nhiều cái trang quá. Ăn lẹ y như cái trê. Rồi để mình gỡ luôn rồi. Cái tiền bạn ơi, cái tiền bạn ơi, cá ngon các bạn ơi, cái tiền các bạn ơi, trời, cá đẹp quá, muốn giỡn nha. Rồi để mình gỡ luôn các bạn ơi. Ăn rồi bạn ơi. Đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc cùng gia đình. Bữa nay mình câu đêm nên bây giờ mình chuẩn bị về nha các bạn.